có viết như sau. ABC 大学の法学部には6つのゼミがあります。Ở trong cái khoa luật của trường đại học ABC ấy, thì có 6 cái hội thảo, 6 cái nhóm để học. ゼミでの活動。Ở đây là gì nhỉ? Ở đây là cái hoạt động ở trong các nhóm, ở trong các câu lạc bộ. Về sau là 物事を論理的に考える力を身につけることができます。Có thể trang bị được cái khả năng suy nghĩ về sự vật hiện tượng một cách logic. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái đằng trước đây là công cụ cách thức để có thể làm được cái điều đằng sau này. Đằng sau lại chia thể khả năng. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ chỉ có một đáp án là phù hợp thôi. Tòa là dùng để định nghĩa một cái gì đó. Ví dụ như là instanto tòa, đúng không nhỉ? Hay là gì đấy? Hay là căng kiểu tòa, vân vân. Ở đây không phải là thuật ngữ, cho nên là loại tòa này. Ni mộ. Ni mộ là trợ từ gắn mô vào thêm ni. Có thể dùng trong những cái trường hợp mà đi kèm với lại trợ từ ni, nhưng mà ở đây chắc chắn là không phải rồi. Cho nên là loại 2. Số 3 là ni tốt tê, là đối với. Đối với nó dùng trong cái trường hợp là đánh giá đối với tôi gia đình là quan trọng nhất hay là như thế nào đó. Trong trường hợp này nó cũng không phải là như vậy. Cho nên đúng ở đây chỉ có thể là đáp án số 4 là ô tô ste. Quế Sàng còn nhớ tô ste mang nghĩa là gì không? Là thông qua. Đúng rồi, thông qua đúng không? Thông qua hoạt động tại gì nhỉ? Tại những cái buổi học nhóm đấy đúng không nhỉ? Thì sao? Thì sẽ trang bị được cái này đúng không nhỉ? Đấy. Thì các bạn sẽ chọn đáp án đúng của chúng ta là ô tô ste nhá. Cái ngữ pháp tô ste này học ở nơi mấy? Tôi học ở N3 sao? N2. N1. Tiếp theo này, câu số 32. Kai xa đế ở trong công ty, người A nói như sau. Nè, kino de kita pamphlet te doko ni aru. Này, cái tờ quảng cáo, cái tờ rơi mà làm trong ngày hôm qua ấy, thì ở đâu rồi? Eto doko daro. À, không biết ở đâu ấy nhỉ? Bạn C nói là ano tana no naka ni aru yo. Nó ở trong cái giá kia kìa. Vậy thì ở đây các bạn thấy người A đưa ra cái vấn đề đó là cái pamphleto mà đã được soạn thảo ngày hôm qua đúng không? Thì bạn C ở trong tình huống đó ấy, tiếp nhận cái thông tin và bảo nếu là cái đó ấy, thì nó như thế này, nó đã ở đây. Vậy thì chỉ có một đáp án là mang nghĩa như vậy thôi, đấy là một đúng không? Pamphleto nara. Nara được dùng để làm gì nhỉ? Để giới hạn lại cái nội dung của người phía trước đã đề cập đến nhá. Nếu là tình huống như vậy, nếu là cái đó ấy, thì nó có cái tính chất gì đấy ở đằng sau. Demo là mặc dù, không phải. Nitsite là về, nó dùng với những động từ diễn tả suy nghĩ như là nghĩ về, biết về, vân vân, cũng không hợp lý. Nokoto de là về cái chuyện, về cái việc gì đó, thông thường dùng trong trao đổi thảo luận. Không phải. Nara này học ở N mấy hả Phương? N4 ạ. Nara học N4, nhưng mà cái ngữ pháp Nara này N4 chưa học nhá. Nara của N4 này mới chỉ là ví dụ gì nhỉ? Ví dụ như là khi mà Nara koko ni kite kudasai ne, nếu mà rảnh thì đến tôi chơi. Chứ còn cái kiểu người trước nói ra một vấn đề xong người sau bảo là nếu mà là vậy thì làm sao đó, thì N3 mới học. N3 này. Tiếp theo câu số 33, tôi sẽ đánh số luôn để các bạn xem là ngữ pháp đấy liệu nó có lạ hay không. Tất nhiên là với các bạn thì nhiều khi nó cũng khá là lạ thật. Terebi Bangumi de ở trên cái chương trình TV, Shikai là MC chủ trì nói như sau. Mori-san, Daigo Kai, X Bungaku Sho, Yusho Omedetou Gozaimasu, Ima no Kimochi wa Ikaga desu ka? Ngài Mori này, xin chúc mừng ngài đã nhận được giải thưởng văn học lần thứ 5. Cảm xúc của ngài bây giờ như thế nào? Arigatou gozaimasu. Cảm ơn. Jūshō dekiru to wa omowanakatta no de sugoku ureshii desu. Các bạn lưu ý nhá. Cái câu dạng này này là cái câu mà chúng ta cần phải tìm những cái đi kèm với lại ngữ pháp cố định. Đấy. Gần như trong đề thi JLPT sẽ luôn có một câu kiểu như thế này. Tôi không nghĩ là tôi lại có thể nhận được giải thưởng. Đấy. Tôi rất là vui thì sẽ là mấy mọi người?
hai ạ. Đúng rồi, bởi vì sao nhỉ? Dấu hiệu là Masaka đi về tổ Omowana. Đúng rồi, Masaka đi về tổ Omowana. Không bao giờ tôi nghĩ là như thế, đúng không? Như vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 2 nhá. Thế Tatoe sẽ đi với cái gì? Demo. Đúng rồi, Tatoe đi với Temo và Demo, đúng nhỉ? Temo. Thế Semete đi với gì các bạn nhớ không? Semete. Semete. Ừ. Semete ichi nichi yasumitai. Đi với lại V-tai. Đúng rồi, đi với V-tai. Hoặc đi với T-kudasai. Có nghĩa là tôi muốn tối thiểu là được làm V. Hoặc là tôi muốn gì đấy, tối thiểu là cậu hãy làm cái điều gì đó nhé. Đấy, được chưa? Thì dùng với lại semete này. Karini là gì? Đi với cái gì? Giả định. Giả định thì đi với Tara, đúng không? Karini nó viết bằng kanji như này đó. Thế ngữ pháp này học ở N mấy? Masaka này này. Là mấy? Em nhớ N3 học rồi. Ở Shinkansen Master N3 cái bài nó liệt kê một loạt những cái ngữ pháp đi kèm với dạng cố định ấy, là Masaka học ở trong N3 rồi nhá. Có thể N2 người ta nhắc lại thôi, chứ còn học là trong bộ Shin là học ở N3 rồi. Câu 34 nhá. Mai asa tai so katakata karada ga yawarakaku natta. Hàng sáng này tập thể dục thể thao, đằng sau là gì nhỉ, là tiếp tục đúng không, duy trì. Đằng sau là gì? Đằng sau là cái cơ thể gọi là cơ thể gồng cứng ấy, nó đã trở nên mềm dẻo linh hoạt. Mấy là hợp lý đây? Một ạ. Rồi một. Suzuki được uchini. Uchini mang hai nghĩa, đấy là tranh thủ lúc, với lại trong lúc thì có sự biến đổi, thì đây là nghĩa mấy? Thứ hai ạ. Đúng rồi, nghĩa thứ hai nhá, tranh thủ lúc, trong khi. Karaniwa là gì? Một khi ạ. Một khi, không phải đúng không? Một khi thì về sau không phải là diễn tả kết quả, mà một, ví dụ này, nếu đằng sau là phán đoán ấy, chẳng hạn như là Mai asa tai so suzuke ru kara ni wa katakata karada ga yawarakaku naru hazu. Một khi mà hàng sáng duy trì luyện tập thì nhất định là sẽ trở nên như vậy, thì ok nhá, thì đúng. Đằng sau nó sẽ là thể hiện cái dạng ý chí kêu gọi hoặc là cái dạng phán đoán, nhưng đây kết quả đã có thì không thể dùng kara nhiều ạ. Suzuke ru to suru to là gì? Các bạn học chưa? To suru to là gì? To suru to giống to sitara hay to sure ba, giả sử đúng không? Giả sử giả định. Thì đằng sau là đã là kết quả rồi thì không thể giả sử được này, loại này. Suzuke ru ka to yu to. Ka to yu to có nghĩa là hễ mà nhắc đến cái chuyện phía trước ấy thì người ta có cái ý kiến gì đó về nó. Đây không phải, đúng không? Loại này. Ví dụ như nói cái kiểu như này nhá. Gambareba seiko kanarazu seiko suru ka to yu to so de wa nai. Nếu mà nhắc đến việc là nếu như là cứ cố gắng nhất định sẽ thành công ấy thì nó không phải là như vậy. Nó sẽ đưa cái ý kiến về cái điều phía trước. Cái này học ở N mấy? Uchini. Uchini ở N3. Đúng rồi, N3. N2 nói lại ở trong scene nhưng mà học ở N3. Như vậy các bạn thấy trong 4 câu đầu tiên ấy là đến tận 3 câu là ngữ pháp N3 rồi. Thành ra nếu mà ngữ pháp N3 học chưa chắc là khi làm đề N2 ấy, sẽ thấy là đây là đâu và tôi là ai đúng không nhỉ? Igo Shogi Club ni haite hantoshi. Tôi vào câu lạc bộ cờ vây cờ tướng được nửa năm rồi. Hajime wa nani nani ga saikin sukoshi zutsu kateru yo ni natte kita. Các bạn thấy người ta so sánh hai cái mốc với nhau này. Thứ nhất đó là ban đầu đúng không? Thứ hai là gì đây? Là gần đây. Gần đây ấy, tôi đã trở nên là có thể thắng được đúng không? Vậy thì gá đằng trước, gá là cái nối hai cái ngược nhau. Vậy thì đằng trước là thắng thì đằng sau là thắng thì đằng trước phải là thua đúng không? Chúng ta sẽ chọn cái nào mang nghĩa là thua như vậy. Ví dụ các bạn nhìn câu số 1 nhá. Makete bakari datta có nghĩa là gì đấy? Chỉ toàn thua. Đúng rồi, chỉ toàn thua, đúng không? Chính xác, đúng nhỉ? Te bakari iru hoặc là te bakari mang nghĩa là chỉ toàn làm sao đó. Đó là đúng của chúng ta là 1. Mà 2 tại sao loại? Ta bakari là gì các bạn? Vừa mới. Ta bakari là vừa mới, đúng rồi. Vừa mới theo cảm nhận gì nhỉ? Theo cảm nhận của cá nhân. Chắc chắn là sai, không phải là vừa mới này. Đây không phải là diễn tả mới hay cũ, loại nhá. Veru tokoro datta có nhớ mang nghĩa gì không?
suýt. Đúng rồi, suýt chút nữa. Sai nhá, không phải suýt này. 4. Tê y rự tù cô rô đà tá. Đang chuẩn bị. Đang làm gì? Đúng rồi, đang làm gì? Đúng nhỉ? Sai. Không phải đang chuẩn bị đâu, nó là đang làm gì đấy. Tê y rự tù cô rô đà tá. Loại này, như vậy đúng là 1. Thế tê bà cà ri này học ở N mấy? N3, đúng rồi. N3. Có một cái bài học toàn về Bakari ấy, là học cái mẫu này, đúng nhỉ? Câu 36 này. Seifu no hapyo ni yoru to keiki wa kaifuku shitsutsu aru ga so shita jikkan wa nai. Câu này cũng là một câu đơn giản bởi vì mình có thấy có ni yoru to, đúng không mọi người? Có ni yoru to thì đuôi chắc chắn phải là gì? Toyukoto desu. Đúng rồi, toyukoto da, đúng nhỉ? Cái này N mấy? N2. N3 nhá. Bài gì nhỉ? Bài học về cái các cách nói diễn tả cái việc nghe nói ấy, như là toka, to iu arete iru hay là to yu te vân vân, thì học to yu koto da ri ven ni yo ru to hoặc ni yo de ba. Theo như cái phát biểu của công bố của chính phủ ấy thì nghe nói là cái tình hình kinh tế ấy, nó đang dần dần hồi phục, nhưng mà tôi không có cảm nhận được điều đó. Sumori là gì mọi người? Dự định hoặc là cứ tưởng là, cứ ngỡ là, mà thực ra không phải, đúng không? Loại nhá. Okage. Nhờ. Loại này. Toyu mono da. Toyu mono da. Đúng là. Đúng rồi, đúng là, đúng nhờ, trong một hoàn cảnh nào đó. Đấy. Loại này. Câu 37. Khách nói sumimasen, yama no naka de teyu hon o sagashite iru desu kedo. Xin lỗi, tôi đang tìm cái cuốn sách có tên là Ở trong núi. Hay, xin cần cô nani go anai shimasu. Vâng, ở cái góc sản phẩm mới, ở trong cái góc sách báo mới ấy, tôi sẽ hướng dẫn. Đây là một câu về tôn kính khiêm nhường của mọi người. Nào, cái này phải là mấy? Nhi? Đáp án tôn kính ngữ. Sao lại tôn kính ngữ được? Khiêm nhường ngữ chứ. Cái cuốn sách đấy nó đâu có liên quan gì đến cái, nó tồn tại ở đâu ấy, nó đâu có liên quan gì đến cái người đấy, đúng không? Nhầm. Không thể là tôn kính khiêm nhường được mà phải dùng gì nhỉ? Tenego nhá. Đấy, từ lịch sử, đúng rồi. Đây này, người ta hỏi cuốn sách ở đâu. Nếu như hỏi là cái cuốn sách của anh, của bạn hay gì gì đấy ấy, hoặc là anh đang đọc sách các thứ, thì mấy cái động từ liên quan đến đấy, hoặc là tôi đang đọc sách thì dùng tôn kính khiêm nhường. Nhưng đây hỏi một quyển sách thì nó chẳng liên quan, cho nên là chúng ta sẽ không dùng tôn kính khiêm nhường mà phải dùng tenego, từ lịch sự. Nên là itashimasu là cái gì các bạn? Khiêm nhường của gì? Đúng rồi. Là kenjogo của shimasu. Loại đúng không? Orimasu là gì? Tôn kính ngữ của imasu. Không phải tôn kính ngữ, kenjogo nhá. Ví dụ shite orimasu hay là sunde orimasu đấy. Gozaimasu là gì các bạn? Desu. Sao là desu được? Ni desu à? Arimasu. Tenego của arimasu, đúng rồi. Arimasu. Các bạn có biết desu là gì không? Phải là de gozaimasu. De gozaimasu. Đúng rồi, de gozaimasu mới là desu nhá. Đấy. Nasaimasu là gì? Tôn kính ngữ của. Đúng rồi, sonkego của shimasu. Đấy, trong này chúng ta không được dùng tôn kính khiêm nhường mà phải dùng tenego. Cái này là mấy, kiến thức là mấy, học cái này các bạn. Các biết cái này là mấy không? N4. Cái này N4 nhá. Cái bài 4950 ấy là đã học về cái này rồi, là học gozaimasu là dạng lịch sự của arimasu rồi. Cho nên lý do tại sao lại muốn đạt điểm ngữ pháp cao ấy thì cần phải học rất là chắc cái ngữ pháp cấp dưới. Ví dụ sau này nếu các bạn học N1 vậy, một nửa là N2, N3, cho nên là nó sẽ là như thế đấy, nó sẽ liên đới. Câu số 38 này. Sensei nói như sau. Tanaka-san, kono mondai o dou yatte minna no mae de setsumei shite kudasai. Hai, wakarimashita. Tanaka, cậu hãy giải thích cho mọi người xem là cái bài này thì giải như thế nào, đúng không? Nào, chèn câu nghi vấn vào trong câu mà có chứa nghi vấn từ do yatte thì chúng ta sẽ phải dùng cái gì các bạn? Cả. Đúng rồi, cả. Một, đúng nhỉ? Này học ở N mấy? N4. Đúng rồi, N4 học rồi. Các bạn có nhớ bài cả với cả đô cả không? Tôi không biết là anh ta ngày mai có đến không, đúng nhỉ? Với lại tôi không biết anh ta sống ở đâu. Đấy, chèn gì đây? Chèn câu nghi vấn vào giữa câu nhá, thì sẽ dựa vào cái mối quan hệ đấy.
những cái còn lại thì không thể dùng được, bởi vì là không phải là cái dạng thức chèn câu này. Loại tiếp theo câu số 39, sensei nói như sau: minasan umi ya kawa ni ochite shimatta toki wa muri ni aomuke ni natte ukande tasuke o matsu koto ga taisetsu desu. Mọi người, khi mà mọi người lỡ bị rơi xuống sông hay là biển ấy, thì mọi người cái gì đó một cách quá sức, một cách vô lý này. Đấy. Mọi người điều quan trọng là mọi người làm sao? Điều quan trọng ấy là mọi người ngửa người lên, đúng không? Ao gự là ngước lên nhìn trời nhá. Muke là hướng lên ấy, thì này có nghĩa là ngước lên nhìn trời này, ngửa lên này, cố gắng để gì đây? Để nổi lên và chờ người giúp đỡ. Vậy thì câu này là câu đang là câu khuyên nhủ đúng không? Mọi người không nên làm gì đó một cách quá sức đúng nhỉ? Vậy thì chỉ có cái nào là khuyên nhủ? Bốn. Đúng rồi, chỉ có bốn thôi. Là gì đấy? Ngữ pháp nai đệ là khuyên là đừng làm điều đó mà hãy làm điều đằng sau đúng không? Như vậy là bốn này. Thế một nhá. Oyoge nakunaru to là gì các bạn? Nếu không bơi. Không thể bơi. Ờ, hễ mà trở nên không thể bơi một cách vô lý thì có phải không nhỉ? Không. Không được. Naruto ấy, đằng sau là không dùng dạng ý chí mà các bạn thấy không? Đằng sau đang dùng dạng ý chí đúng không? Là gì đấy? Đợi chờ người khác giúp đỡ này, để cho người nổi lên các thứ này, ngửa mặt lên trên này, loại nhá, không hợp lý. Câu số 3, câu số 2. Câu số 2 là người ta dùng nổ đế. Bởi vì không cố gắng làm gì nhỉ? Bởi vì không cố gắng bơi một cách vô lý, không phải là quan hệ nhân quả nên là loại này. Nó phải là câu khuyên, bạn đừng làm điều đó, bạn đừng cố gắng bơi một cách vô lý, bạn đừng có cố gắng bơi một cách quá sức của bạn. Đấy. Số 3 tương tự, natte là sai. VT dùng để diễn tả quan hệ nhân quả hoặc là dùng để diễn tả thứ tự hành động đều không hợp lý trong trường này. Cái này ngữ pháp N mấy đây? N4. Chưa, N4 làm gì đã học cái yoto suru này. Đây là N3 nhá. N3 học cái yoto suru mang nghĩa là cố gắng làm gì. Yoto shinai là cố gắng đừng làm gì đó. Là N4. Câu số 40 này. Haruko Eri mà nói chuyện với nhau. Eri chan, mikan suki. Eri cậu có thích quýt không? Ừ, suki da kedo, nande? Thích. Sao thế? Shinseki ga takusan okutte kite kuretan da kedo. Họ hàng tớ gửi cho tớ nhiều lắm. Hitori ja tabe kirenakute. Nhưng mà nếu một mình tớ thì không thể ăn hết được. Yokatta ra sukoshi. Nếu được ấy thì một chút. Ino? Arigato. Được hả? Cảm ơn nhé. Nào, sukoshi age nai. Các bạn thử cái này thì các bạn ghép vào thì nó hay hơn. Ví dụ sukoshi age nai có nghĩa là gì? Cậu cho tớ đúng không? Không. À không, không phải cậu cho tớ mà gì nhỉ? Tớ à, cho... không. À, nếu cậu cho tớ thì phải từ người khác đến mình thì phải dùng kureru. Đây là cái số 2 đây này. Đấy. Kureru, sukoshi kurenai là cậu cho tớ được không? Chắc là sai. Người Haruko này đang muốn cho là loại nhá. Còn một đấy, age nai là tớ cho cậu được không? Nhưng mà có bao giờ dùng cái dạng động từ này khi mà mình muốn cho người khác không các bạn? Không ạ. Không dùng, đúng rồi, không dùng trực tiếp. Như vậy là chỉ còn 3 với lại 4 thôi. Bây giờ chúng ta xem nhá. Morate kurenai. Te kurenai. Te kurenai là gì đây? Làm nhận cho tớ có được không? Đúng rồi. Cậu nhận cho tớ có được không? Người ta làm gì cho mình? Đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng rồi. Cậu nhận cho tớ có được không? Cậu nhận giúp tớ một ít được không? Thế 4 tại sao sai? Morate morawanai là không nhận. Nhận gì nhỉ? Hai lần nhận đúng không? Nhận, vâng. Cái việc nhận là sai nhá. Đấy. Khi mà mình nói là ấy, à vậy thì cậu làm sao đây nhỉ? Cậu làm cái V cho tớ đi. Bình thường mình dùng là te kurenai là cậu làm hành động V cho tớ, ví dụ như là kono reporto chotto check shite kurenai, cậu check cho tớ được không? Thì người ta check cho mình. Thì tương tự đây dùng động từ morate có nghĩa là vậy thì cậu nhận cho tớ, đúng nhỉ? Đúng là 3. Còn cái không có dạng là te morawanai nhé, không có hai lần như này, loại. Thì nghĩa cũng không đúng. Câu 41. Câu 41 là đi ăn này. Vợ với chồng nói chuyện với nhau. Nè, kono soup recipe dori ni tsukuttan dakedo, dō? Aji usuku nai? Mou sukoshi shio. Này, cái soup này ấy
thì em đã làm đúng như là công thức. Thế nhưng mà anh thấy vị anh thấy thế nào? Vị nó có hơi gì đây? Nó có hơi làm sao nhỉ? Nó có hơi đậm quá không? Moscow Shio. Một chút Em muối này. cực Đấy. này vào chợ à? Ơi cái gì? Đúng rồi. Nhạt Đúng rồi, nhạt đi nhạt. không? Có bị nhạt, vị có bị nhạt không? Thêm một chút muối nhá. Chồng bảo là cho đồ yếu. À không, vừa. Vậy thì cái câu này ấy, bạn ấy đang 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 như thế nào nhỉ? Đang hỏi. Đang hỏi nhưng mà cái câu sau ấy thêm một chút muối thì nó sẽ kiểu giống như kiểu là một câu diễn tả thì điều gì đây? Điều bạn ấy mang tính chất kiểu hơi hối tiếc ấy đúng không? Giá như lẽ ra nên đúng không nhỉ? Nên Ví dụ như chúng ta chọn một nhá, Ire ta koto wa yokatta ne. Là gì đây? Thật tuyệt, thật tốt bởi vì em đã làm điều đó, đúng hay sai? sai Sai, bởi vì nếu vậy thì là không cần phải hỏi là có nhạt quá không đúng không? Loại nhá. Ire ta kara yokatta na cũng tương tự đúng không? Bởi vì đã cho vào thêm một chút nên là thật tuyệt. Có phải không nhỉ? không Không. Đấy, bạn này đang cảm thấy là nó nhạt cho nên là bạn hỏi bạn Ire ta ho ga yokatta kana là gì mọi người? nên mà thì tốt Bình thường là Ire ta ho ga i là nên làm điều đó thì y biến thành yokata có nghĩa là một cái câu diễn tả cái sự nên làm trong quá khứ. À, có lẽ là em nên cho thêm một ít muối vào thì tốt hơn đúng không đúng nhỉ? Đúng rồi. Đấy, số 3 nhá. Số 4 thì sao? Ire ta tokoro. Có dùng tokoro, ngữ pháp tokoro trong trường này không? Không, sau đúng nhỉ? khi vàng thì tốt thì Không có cái dạng tokoro ga xong đằng sau y đây. Nếu mà tokoro ga đằng sau là tính từ y này thì nó mang nghĩa là nơi, chỗ chứ không phải là ngữ pháp nữa rồi. Ngữ pháp sẽ không có cái dạng là tokoro ga cái kiểu đó nhá. Đấy, thì cũng không hợp lý trong Sensei. trường này. Ơi. Có ngữ pháp giá như nữa là ngữ pháp gì em quên Nhiều đúng không? Ví dụ giá như đúng không? Chẳng hạn như câu này nếu mà muốn nói giá như thì có khá là nhiều đấy. Chẳng hạn như là đây. Skoshi. Skoshi gì nhỉ? Ire tara đúng không? Yokata no ni. Đấy, nếu mà thì tốt. Hoặc là các bạn có thể có cái ngữ pháp là beki cũng vậy. Lẽ ra nên lẽ ra không nên nhưng mà cái đấy nó mang tính chất kiểu trường hợp cứng. Còn trường hợp mà kiểu văn phong hàng ngày đời sống thường ngày ấy, thì chúng ta chỉ dùng đến tara yokata thôi. Tiếp theo câu số 42, câu cuối cùng của phần ngữ pháp trong câu. Koko yakyu zenkoku tai kai o mae ni x koko yakyu bu no Minami Yuta senshu wa trước cái gì nhỉ? Trước cái đại hội toàn quốc đúng không? Trước cái cuộc thi bóng chày toàn quốc các trường trung học phổ thông ấy thì vận động viên Minami Yuta là gì đây? Thuộc cái câu lạc bộ bóng chày của trường X. Đấy. Đã bày tỏ cái kiệt si nhá, bày tỏ cái quyết tâm. Bày tỏ cái quyết tâm như sau. Kantoku ya kochi ga watashi tachi hitori hitori ni mainichi nesshin ni shido. Các bạn thấy đây là câu diễn tả quan hệ cho nhận đúng không? Mà các bạn thấy đối tượng làm là dùng trợ từ gì? Được làm chủ ngữ và dùng trợ từ gá đúng không? Vậy thì khi mà người khác làm gì cho mình phải dùng ngữ pháp gì? tê ơ T gì nhỉ? T tê ta đúng rồi, T cư rê rự nhưng mà đây bởi vì là đối tượng là mang tính chất ở vị trí cao nên là T cư rê rự sẽ được thay bằng T cư đa sa rự đúng không? Đấy. Như vậy đúng đây phải là đáp án số 2 nhá. Mới đúng. Là gì nhỉ? Huấn luyện viên ấy đã gì đây? Đã dạy dỗ đúng không? Đã dạy dỗ, đã chỉ bảo chúng ta hàng ngày rất là nhiệt tình từng người một. Cho nên là gì đây nhỉ? Mình hãy cùng nhau gọi là vô địch, giành chức vô địch để vì gì đây? Vì huấn luyện viên đi. Các đáp án còn lại. Ví dụ như là Irasaimashita. Irasaimashita là cái gì các bạn có nhớ không? Là câu kính ngữ của cái gì? Đúng rồi, của imas. Imas sự này. Ikimas sự đúng không? Gì nữa? Kimas. Kimas. Đúng rồi, ba từ này nhá. Shite kudasaimashita chính là dạng tôn kính của shite gì đấy? Kuremashita. Người ta làm gì cho mình này? Mairimashita thì là gì? Khiêm như ngữ.
Đúng rồi, kenjo go của gì? Của ikimasu. Đúng rồi, của ikimasu và kimasu. Thế shite itadakimasu. Shite itadakimashita thì sao? Hãy là shite moraimashita, đúng không nhỉ? Đấy. Nếu như sensei sửa cái trợ từ này không phải là trợ từ gá mà là thành trợ từ ní ấy các bạn ạ, thì các bạn sẽ phải chọn đáp án mấy? 4. Đúng rồi, nhận cái sự đấy nhá. Rồi, nào câu 42 N mấy? 42 N4. Đúng rồi, dũng cảm. N4, N4 đã học T kudasai master rồi. Cái này ire ta hoga yokata N mấy? N3. Thực ra thì ta hoga y là N4 đúng không? Nhưng mà N4 thì chưa dạy cái biện pháp kiểu kiểu như này thì thôi cứ cho là N3 đi. Bởi vì là gọi là cáo cáo thêm một tí thì mới biết được cái gọi là ở trong quá khứ, đúng nhỉ? Câu 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 diễn tả cái cảm giác, cái hối tiếc ở trong quá khứ. Thế câu này, morate kure nai là N mấy? N4. Đúng rồi, N4. Đấy mọi người xem. Vậy thì cái đề bài này ấy chỉ có duy nhất cái câu số mấy nhỉ? Cái câu đầu tiên. Toshite là N2, còn lại toàn N3 với N4 hết. Nhưng mà người ta dùng, thứ nhất là người ta dùng những cái ngữ pháp nó ghép với nhau, thứ hai là các bạn cũng quên gần hết rồi cho nên là các bạn cũng nhớ, lúc đấy làm lúc làm bài thì cũng bị rối thời gian nữa. Với lại tùy đề đấy, cũng có đề là gần nửa là ngữ pháp N2 chứ không phải là toàn bộ đề nào nó cũng là toàn N3 N4 như này đâu. Rồi tiếp theo phần dấu sao này. Phần dấu sao thì mọi người comment cách xếp cho sensei nhá. Nào có 43 nào, rồi chúng ta chữa. Hoa 1423, Liễu 1423, Hoàng 1423. Phương cũng 1423, chúng ta chữa này. Ở lớp học nhá. Học sinh đúng nhỉ? Học sinh nói có khi là giáo viên nói, không biết có phải học sinh không biết sensei có nhập liệu sai không. Kore kara go shoukai suru no wa watashi ga atarashii tango à và tôi thì chắc là học sinh rồi. Watashi ga atarashii tango o oberu omoitsuita hoho desu. Minasan mo zehi tameshite mite kudasai. Rồi, sensei nhắc lại một chút cho mọi người này. Những cái điểm gọi là gì nhỉ? Chuiten của cái môn đai dấu sao, đúng không? Thứ nhất là chúng ta phải chú ý đến cái gì? Các bạn. Chú ý đến cái gì? Ngữ pháp. Chuyển ngữ pháp. Hoa ơi là Hoa, chắc chắn là nó, đây là ngữ đầu. Pháp thì chú ý ngữ pháp rồi, nó đầu cuối nhá các em nhá. Đầu cuối đúng không? Đầu cuối là gì đấy? Là đây này. Ừ, là chỗ này này, với lại chỗ này này. Đó, là đầu cuối này, chúng ta phải để ý đến nó xem ghép như nào. Thứ hai nhá. Là gì các bạn biết không? Thứ hai đấy là ngữ pháp. Ngữ pháp như Hoa bảo ấy. Nhưng mà ngữ pháp trong đó có hai phần quan trọng nhất, đó là gì mọi người biết không? Mệnh đề định ngữ. Đúng nhỉ? Mệnh đề định ngữ tức là cái nào bổ nghĩa cho cái nào và gì đây? Và cái cách kết nối. Đấy, cách kết nối ví dụ như là nếu mà nó đang để thể tà ấy thì đằng sau thể tà đấy là gì? Đằng sau thể tà đấy có thể là ngữ pháp đằng sau thể tà có thể ngữ pháp uchini không? Hay đằng sau thể tà phải là ngữ pháp noni hoặc là monono vân vân. Cái này rất là quan trọng này. Tiếp theo đó là gì? Tiếp theo đó là dịch câu ạ. Đúng rồi, dịch câu đúng không, dịch nghĩa. Nhưng mà thực ra dịch nghĩa là cuối cùng đấy. Còn một cái nữa cơ, sắp xếp. Có một cái quan trọng nữa nhá. Mệnh đề định ngữ cách kết nối. Chúng ta còn phải xem gì nhỉ? Chúng ta còn phải xem à, nhưng mà như vậy thì tổng hợp hết trong cái phần gọi là cái phần ngữ pháp rồi. Rồi, ba cái này là ba cái quan trọng. Bây giờ các bạn xem này. Cái này ấy, dấu sao ở ngay đầu tiên. Đấy, vậy thì cũng chúng ta cũng phải để ý một chút. Các bạn thấy
cái câu mà người học sinh nói nhá. Đây, từ no này thay cho từ gì các bạn? Mặc dù nó không phục vụ lắm cho cái câu, cho cái câu này, nhưng mà từ no thay cho từ gì các bạn biết không? Phương pháp ạ. Rồi, thay cho từ hô hô, đúng nhỉ? Phương pháp. Cái phương pháp mà tôi sẽ giới thiệu sau đây là phương pháp tôi đã nghĩ ra, đúng không? Về trước mọi người đang thấy là nhớ từ mới, đúng không? Đấy. Chúng ta xem nhá. No ni to are kore kangaeta sue ni i hoho wa nai ka. Nào, chắc chắn các bạn có sue ni phải đi với cái gì? Tả. Đúng rồi, phải đi với veta. Đấy, đấy chính là cái gọi là ngữ pháp đấy. Thế nếu không nhớ là sue ni đi với veta thì làm sao các bạn? Thì thôi. Thôi, đúng rồi. Chuẩn luôn. Thì thôi thì học lại. Hơi phũ nhưng mà đúng là vậy đấy các bạn ạ. Thì thôi. Thì xem có gì câu được không, đúng không? Nào, vậy chúng ta đã ghép được như này nhá. Sau khi gì đây nhỉ? Sau khi suy nghĩ, đúng không? Sau khi suy nghĩ adecore này kia, đúng không nhỉ? À mà mọi người đang có gì nữa? Mọi người đang có nổ nhĩ, đúng không? Nổ nhĩ sẽ là đằng trước nó sẽ là gì? Vê rư. Đằng trước nó chỉ vê rư thôi hả? Thật thôi. Nổ nhĩ có hai nghĩa mà. Nổ nhĩ có nghĩa là gì nhỉ? Thế mà. Để. Đúng không? Ờ. Thế mà hoặc là gì mọi người? Để, đúng không? Ờ. Thì chính vì nó có hai nghĩa này cho nên là sẽ có hai cách chia khác nhau đấy nhá. Ví dụ để sẽ đi với vê rư, đúng không? Hoặc là danh từ. Đấy. Sẽ nghĩa là để này, còn thế mà thì thể gì? Thể futsuke, thể thường. Hoặc là tính từ đuôi na sẽ là gì đây? Ana, đúng không? Hoặc là n gì? Na, danh từ đi với na. Ví dụ như là kare wa, đúng nhỉ? Nihonjin na no ni Vietnam bunka yoku wakaru. Anh ta là người Nhật mà biết rất là rõ về văn hóa Việt Nam. Đó, vậy thì các bạn thấy rõ ràng ở đây thì chỉ có cái mấy là phù hợp để ghép với nổ nhĩ. Cái thứ nổ nhĩ đi trước oboru. Đúng rồi. À đứng sau oboe. Đúng rồi, nổ nhĩ đi sau oboe được bởi vì không còn cái gì khác nữa, đúng không? Cái thể thường là kangeta đang đi với sueni rồi nhá. Thì không, nổ nhĩ không đi với sueni, cũng nai cả không đi với nổ nhĩ được. Vậy thì chúng ta sẽ xếp được luôn vào đây là một này. Nổ nhĩ. Xong đến là mấy? 4. Đúng rồi, 4. Mặc dù 4 người ta đang không hỏi, nhưng mà chúng ta sẽ xếp được 4 vào đây. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩ này kia xem là nội dung cái suy nghĩ là gì sẽ là đằng trước. Đó, xong là cho 2, 3 vào đây. Câu này là gì nhỉ? Ừ. Cái phương pháp ấy mà tôi sẽ giới thiệu sau đây là phương pháp nhá. Là phương pháp này mà tôi đã nghĩ ra, đúng không? Sau một hồi nghĩ này nghĩ kia xem là có phương pháp nào hay để nhớ được từ mới hay không. Đấy, các bạn thấy cái câu nó lằng nhằng không? Tất nhiên là lằng nhằng rồi bởi vì nó đang kiểm tra các bạn cái khả năng gì đấy, xếp câu mà, làm sao nó cho mấy cái kiểu câu ngắn ngắn đơn giản một dòng được. Zehi tameshite mite kudasai, mọi người nhất định là hãy thử. Như vậy đúng ở đây sẽ là đáp án số 1, nổ nhĩ. Câu 44 nào. Liễu 1432, Hoa 4123, Phương 2431. Ô, câu này các bạn chọn khác nhau khá là nhiều. Chúng ta cùng xem câu này. Cô Si, người giáo viên, người giảng viên nói này. Katazuke ga nigate toyu hanashi o yoku kikimasu ga sore wa dake nanode yarikata o minitsukereba kanarazu katazukerareru you ni narimasu. À, tôi thường nghe này, tôi thường được nghe một cái câu chuyện
nói là à tôi kém cái khoản dọn dẹp, đúng không nhỉ? Thế nhưng mà ấy, số D nhá, cái đó cái gì chỉ này, vì cái đó chỉ gì đấy, cho nên là nếu như mà trang bị được cho bản thân cái cách làm ấy thì nhất định là sẽ có thể dọn dọn dẹp được. Các bạn cùng xem. Kesite yarikata o shiranai dewa naku seikaku ya noryoku no mondai. Là chúng ta bây giờ câu này ấy, chúng chắc chắn là không thể đầu thì chưa thể được rồi. Số đấy qua đằng sau là đằng sau nó là gì chúng ta chưa thể biết. Đằng trước đá kê có thể là gì các bạn? Danh từ. Đúng rồi, có thể là danh từ, có thể là gì nữa? Thẻ thường đúng không? Okay. Đúng rồi, như vậy là mấy mấy có thể hợp với đà kê? 4 hay là 4? 4 hoặc 2 nhá. Ờ 2 cũng có thể được đấy, không phải là chỉ có mỗi 4 đâu. Đấy. Bây giờ xem tiếp, nào có đều ạ na cự thì chắc chắn đằng trước nó phải là cái gì? Danh từ. Đúng danh rồi, từ. Đằng trước nó phải là danh từ. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có mấy? 4 3. 4 này. C các cự giá. No điều cự no môn đài. Ba đều hoạn là cực tiếp nhá. Kesite là quyết không phải thì nó đi với dạng gì đằng sau? Nai. Đúng rồi, dạng nai. Vậy thì vậy thì mọi người thấy cái nào là hợp, quyết không biết hay là quyết không phải là phù hợp? Cái này phải dịch nghĩa rồi, bởi vì là cái đây cũng là nai và đây cũng là nai. Có ai là người quyết không biết không? Quyết không phải là. Đúng rồi, quyết không phải là, như vậy là một ở đây nhá. Đấy. Như vậy là chúng ta xếp được thứ tự rồi. 1, 4, 3, 2. Bạn liễu dịch cho sensei cái nội dung ở cái phần số đê hoa đến đà kê nan ủ đế nào? Cái đấy thì quyết không phải là vấn đề về năng lực và tính cách. Đúng rồi. Mà, là, mà chỉ là, chỉ là mà không chỉ biết. Là... À, vâng. Mà chỉ đúng là rồi. Không biết cách làm. Đúng rồi. Mà cứ nói là tôi kém khoảng dọn dẹp ấy. Nhưng mà đấy ấy, nhất định. Đúng nhỉ? Quyết không phải là vấn đề liên quan đến tính cách hay năng lực gì cả, mà chỉ là không biết cách làm thôi. Cho nên là nếu mà trang bị được cho bản thân cách làm ấy thì sẽ làm được nhá. Như vậy là 1, 4, 3, 2. Chúng ta sẽ khoanh 4 này. Tiếp theo câu 45. Cứ nói là ngữ pháp mà không quan trọng thì cũng được thêm nhiều nhiều điểm vui chứ. Tí nữa lại bài đục lỗ nữa nhỉ? Ôi, đau đầu thế. Chưa học đã đau đầu. Ôi, em thế, sợ bài đục lỗ lắm thẻ. Thế này, sợ bài đục lỗ à? Thật ra không phải mình em sợ đâu, mà là chắc CC nghĩ phải đến 80-90% là số người là sợ bài đục lỗ. Cái bài đục lỗ của D15 không hiểu gì. Ừ, đúng rồi, Huyền nói đúng. D15 khó hiểu. Còn ngữ pháp em đề nhiệm thấy khó. Tí nữa chữa xem nào nhá. Thực ra ấy, cái chọn đáp án này nó không quá khoai đến mức đấy đâu, nhưng mà cái nội dung của bài đọc ấy thì thực sự là khó hiểu thật. Các bạn sẽ thấy rất khó hiểu. Nhưng mà cái đáp án thì cũng sẽ thấy cũng có một hai câu khó thôi, chứ còn nó những câu khác thì nó cũng vẫn tương xem vậy. Nhưng mà nội dung thì khó hiểu. Câu 45 này. Hoa là 3241. Hoàng 3241. Liễu 2413, Phương 2431. Câu này các bạn cũng khác nhau. Chúng ta xem này. Ichi ni wa shimin no tame no bunka shisetsu ga okonatte iru hajime to shita kudatsu ari samazama na moyou o shio ongaku konsato. Nào mọi người thấy nhá, cái này chắc chắn là sẽ dựa vào đầu cuối được, đúng không? Nào, cái này thì đằng sau nó phải là gì các bạn? Trợ từ gá này thì phải là gì? Hả? Khả năng. Đúng, có thể khả năng, nhưng trong này cho nó ăn thì có thể khả năng nào, đúng không? Phút chữ ở đây. Nào, nó chỉ có thể là mấy? Chỉ có thể là đúng 2, không? Đúng không? Có. Có cái gì đó thì n gá a rự còn gì, đúng nhỉ? Tiếp nhá, các bạn thấy nhá, okonatte rự đằng trước nó phải là cái gì? Ố. Đúng rồi, đằng trước phải ố. Vậy có hai ố đúng không?
Có hai ô. Mọi người lại nhìn thấy này. Đây là ngữ pháp gì đây? Hajime Toshita. Các bạn còn nhớ ngữ pháp đấy không? N1 Hajime Toshita N2 đúng không? Nào mọi người, cái nào là danh từ mang tính chất cụ thể, cái nào là mang tính chất chung chung? N1 và N2. N1 chung chung. N1 cụ thể. Hai luồng ý kiến khác nhau à? N1 là gì đây? N1 là cụ thể nhá. Gutaiteki-na mono đúng không? N2 là gì? N2 là chung chung đúng không? Đấy. Cái ngữ pháp Hajime Toshita chúng ta dịch là gì? Tiêu biểu như, tiêu phải biểu. Kể đến như thì phải là cái cụ thể được kể ra chứ, đúng không? Vậy thì có rồi. Theo mọi người là hai cái này, cái nào là cụ thể, cái nào là chung chung? Bốn cụ thể. Đúng rồi, bốn là cụ thể, chung chung là ba đúng không? Đấy, vậy thì xếp được như nào? Bốn này. Bốn. Ông giác cử. Một. Konsato O đúng không? Ừ. Một này. Hajime Toshita. Và ba là Samazama na Moyo Oshi đúng không nhỉ? O. Đấy. Đó. Như vậy là 2, 4, 1, 3 các bạn đúng không? 2, 4, 1, 3 các bạn liệu đúng này. Chúng ta sẽ khoanh đáp án là đáp án mấy đây? 2, 4, đáp án 4 nhá. Nào, Phương dịch cái câu này nào. Hay, ở cái thị trấn X này thì cái cho cái này gọi là cái thiết bị văn hóa. Nó là cơ sở em ạ. Cơ sở hạ tầng của cái dân cư à? Dành cho. Có hai cái phải kể đến tiêu biểu là nó tách câu mà, đâu phải là có hai cái phải kể đến tiêu biểu là đúng không? Nó tách ở đây một phát nhá. Ari là dạng lửng câu, bình thường dùng AT. Ở thành phố X ấy, ở thị trấn X ấy, thì có hai cơ sở hạ tầng văn hóa dành cho người dân. Và người ta đang cái này tổ chức ạ? Đúng rồi, người ta đang tổ chức. Người ta đang tổ chức rất nhiều cái gọi là cái gì nhỉ? Gyoji. Cái này tổ chức. Là cái gì? Gyoji hoặc là evento. Sự kiện ạ? Đúng rồi. Người ta đang tổ chức rất nhiều sự kiện mà tiêu biểu là cái buổi hòa nhạc. Đúng rồi. Tiếp theo, câu 46 nha. Liễu 3124, Hoa 2341, Huyền 3124. Câu 46 này. Hoàng 3124, Onaka ga suite iru daro. Doshite onaka ga naru no wa demo nai no ni wake. Trước daro ấy các bạn, nó sẽ là những cái gì? Mọi người. Futsuke. Đúng rồi, Futsuke này. Gì nữa các em nhỉ? Danh từ đúng không? Vâng. Bởi vì danh từ đi với daro ghép luôn mà. Hoặc là gì? Có thể là nghi vấn từ không? Có đúng không? Naze desu ka? Chính là naze daro ka đấy, cũng được. Vậy thì ở đây các bạn thấy có mấy cái là phù hợp đi với lại daro?
Ở trong các đáp án này này có mấy Bốn. cái? Một đấy. Có một thôi á? Không phải mỗi cái một đâu. Cái bố nữa này. Cái quà Một kê ấy, bốn. nó có tính chất như danh từ đấy nhá. Lý do lý lẽ đấy. Cho nên là một và bốn. Vậy thì cũng chưa biết được thế nào. Nhưng mà các bạn lại để ý này. Ở đây có quà kê. Mà đây lại có demo nay. Vậy thì nó sẽ tạo thành ngữ pháp gì? Qua kê mùa này. Đúng rồi. Quà kê demo nay đúng không? Các bạn có nhớ ngữ pháp đấy mang nghĩa gì không? Kê Hả? kê Qua kê đế mộ mùa nay là này. giống qua kê đế họa nay. Có nghĩa là không phải là như vậy, Không không hẳn hẳn là là như vậy. chắc là Phủ định bộ phận, phủ định yếu ớt. Vậy thì khi mà đã ghép được qua kê đế mộ nay vào đây thì chắc chắn là cái đứng trước đà rồ này phải là gì? Vừa lập luận xong, đằng trước đà rồ là một hoặc là bốn, mà bây doste giờ bốn đã một ghép với đế mộ nay rồi ní rồi thì phải là mấy? doste Một. một Đúng rồi, phải là một doste nhá. Tiếp này, các bạn thấy có suy tê rự đang để ở thẻ gì? thẻ thường Suzuki. Đúng rồi, đang để ở thẻ Futsuke, thẻ thường. Vậy thì đằng sau nó phải là cái gì? Có hai từ Có là cái số 2 được không? không không phải là số bốn. cái số 2 là danh từ. Các bạn lưu ý nhá, đây là thẻ thường thì đằng sau nó có thể là ngữ pháp đúng không, đi với thẻ thường hoặc là gì, hoặc là danh từ thì nó dạng bổ nghĩa. Nhưng nếu mà chọn hai này, hai là onaka cái bụng này, cái bụng đang đói, cái bụng là cái gì đúng không, onaka là cái bụng thì bổ nghĩa đằng trước là cái bụng đang đang đói, chẳng nó vô nghĩa, không thể là cái bụng đang đói cái bụng được, chưa kể là ghép với cái này là sai. Vậy thì chắc chắn đây sẽ phải là mấy? Bốn Phải là ngữ pháp đúng rồi. 4. Qua kê. hai một À cái này trên đánh ở đây rồi nhỉ. Đây. Xong cho mấy vào đây? 2. Quyền dịch trên dây câu này nào. vâng. Và kê thì hôm nay nhỉ. Và mặc dù không hẳn là đòi vùng thế nhưng mà cái việc cái bụng bụng kêu thì là tại sao nhỉ? Tại sao? Có dịch là cái việc không hả Huyền? Chúng ta học đọc À. hiểu rất lâu rồi. Lý Lý do. do mà bụng kêu thì tại sao vậy nhỉ? Đúng rồi, lý do nguyên nhân nhá, bởi vì đằng sau là đô tệ đúng không? Đấy, câu này là gì nhở? Cũng không hẳn là đang đói. Ấy vậy mà cái lý do mà bụng nó réo đúng không? Bụng nó kêu ấy thì là tại sao đây? 4 3 2 1. Không có ai đúng Không đúng nhưng mà đáp án à? vẫn đúng. À nhưng bạn đang đúng. Nhiều khi vậy lắm. CC nhớ là đợt trước CC chữa chữa lớp mà đợt đấy CC chữa lớp lần N1 chứ. Có 5 câu kiểu xếp sai hết nhưng mà lại đúng được đến tận 3 câu. Kiểu gư dê ấy. Câu 47 nào. Liễu Phương và Huyền đều là 4213, Hoàng cũng 4213. Rồi cùng xem có 47 nhá. Senshu kara koji de kyūgyō chū na no de konkai wa betsu no hotel ni tomaru koto ni shita. Tomateru tabi ni ii hotel ga suchō ni iku. Nào mọi người thấy nhá. Có cái từ có ngữ pháp tabi ni chắc chắn nó phải đi với cái nào? Vê Đúng rồi, đi với rự V rự. bốn Không phải Futsuke đâu. Đừng có thấy CC nói nãy giờ nhiều ngữ pháp đi Futsuke nhưng cái ngữ pháp nào đi Futsuke? Ta bí ní chỉ đi với danh từ cộng nô và đi với V rự nhá. Như vậy đây phải là rự 4 này. Chô ní iku đúng không? Hai là ta bí ní. Đấy. Tiếp theo các bạn có gì nhỉ?
tomateiru, đúng không? Đấy. Tomateiru nó đang để ở thẻ gì đây các bạn? Thế thì hiện hiện tại tiếp diễn. Thẻ gì nhỉ? Thì đúng là thẻ trẻ hiện tại tiếp diễn thật, nhưng mà đây người ta gọi là thẻ thẻ thường, thẻ futsuke. Thì đằng sau thẻ futsuke nó phải là cái gì? Danh từ. Danh từ. Là mỗi danh từ thôi á? Danh từ hoặc là gì nhỉ? Ngữ pháp. Đúng rồi, danh từ hoặc ngữ pháp. Ở đây có ngữ pháp phù hợp không? Không có. Không có. Vậy thì nó phải là gì? Danh từ. Này là danh từ. Danh từ, đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ xếp được mấy với mấy? Một thì ba. Cái nào trước? Một trước. Một trước. Đúng rồi, ba. Một này. Nào, một là gì đây? Một ba. Tomateiru. Tomateiru. Đúng rồi. Xong là ba. I hoteru ga, đúng không? Vấn đề của chúng ta nhá, bây giờ ấy là 4213 hay là 1342, đúng không? Là mấy? Cái này chắc chắn là gì nghĩa rồi, là 21 4213. Đúng rồi, 4213. Câu này sẽ dịch như nào đây? Cái khách sạn Y, đúng không? Là cái mà tôi luôn luôn chọn lại mỗi lần đi công tác, đúng không? Thì sao? Thì từ tuần trước ấy nó nghỉ, đúng nhỉ? Nó đang trong thời gian nghỉ bởi vì đang thi công. Nên là lần này tôi đã quyết định là chọn ở cái khách sạn khác. 4213 nhé. Các bạn sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 1. Tiếp theo. Bài ám ảnh nhiều thí sinh. Đục lỗ. Nhưng mà đọc mấy cái bài này nó cung cấp kiến thức hay, khá là hay đấy. Ví dụ câu hỏi này. Tori wa naze toberu no desu ka? Nigen mo tsubasa tsuketara tobemasu ka? Đấy. Bé Thảo Thái 3 tuổi. Lớp 3. Bé hỏi là gì đấy? Tại sao chim lại có thể bay được? Con người nếu mà gắn thêm đôi cánh vào ấy thì có bay được không? Đấy, các bạn mà không đọc những bài này thì chưa chắc các bạn đã giải đáp được cái câu hỏi người ta nói đâu. Ở đây người ta giải đáp cho chúng ta cái câu hỏi này, cũng CC bài này cũng hay phết. CC mời các bạn dịch nhá, coi như đây là luyện đọc hiểu luôn. CC mời Phương nhá, Phương dịch cho CC đến đoạn này nào. Đây. Đoạn này bạn nào? Đấy, đoạn đánh dấu này. Sora o tobu tabi tame ni wa karada ga karu koto ga taisetsu desu. Để mà có thể bay lên bầu trời thì cơ thể phải nhẹ. Cái điều quan trọng là cơ thể phải trong cái cơ thể phải nhẹ. Sao tiếng của chỗ Phương nó đang hơi kém. Hơi, thế có nghe em nói rõ. Rồi, bây giờ mới rõ. Để mà bay được trên bầu trời thì cái điều quan trọng là cơ thể phải nhẹ, đúng rồi. Điều quan trọng là phải nhẹ. Sora o tobu tori wa là của cái này là gì chứ gì? Trừ ba sợ. Trừ bom mì à? Trừ ba sợ đây. Sao cứu em? Trừ ba sợ à? Trừ ba sợ no okisa no. Trừ ba sợ no okisa no vari ni wa karada ga totemo karuku te karuku de karuku dekite iru no desu. Con chim mà bay lên có nhớ cái ngữ pháp này không? Guarini so với cái đúng rồi, so với đó, so với cái độ to cơ đúng không? Thể và cái cánh đúng rồi, so với độ to cơ thể và cánh ấy thì cánh với cơ thể thì sao? Cái cơ thể phải rất là nhẹ. Đúng rồi, những con chim mà bay trên bầu cơ trời thể ấy phải rất là nhẹ thì mới có thể bay được ạ. Hình như là Phương đang không nghe thấy sẽ nói à? Có, em có ạ, nhưng mà chắc không lúc nghe được tiếng hình như bên đấy là hơi có vấn đề đấy. Thế ạ, rồi để xem lại wifi tí ạ. Nào, cái loài chim mà bay được trên bầu trời ấy thì nó làm sao đây? Nó đang có cơ thể rất là nhẹ so với cái độ lớn của cánh và cơ thể. Tức là nhìn cái cơ thể và nhìn cánh của nó rất là to, nhưng mà thực ra ấy so với cái tiêu chuẩn này thì cái cơ thể nó lại nhẹ, lại không tương xứng với cái điều này. Câu 48 các bạn có biết là thuộc loại câu hỏi gì không? Câu 48 khi mà nó đứng đầu một câu mà đằng sau là dấu phẩy nhá. Nó là thuộc loại câu hỏi gì mọi người?
Nó sẽ là câu hỏi sệt sư dốc si các bạn nhé. Câu hỏi về liên từ. Có thể nói đây là câu hỏi mang tính chất gọi là dễ nhất ở trong bài. Bởi vì là chúng ta chỉ cần nắm được ý nghĩa của đoạn của câu trước với câu sau là chúng ta sẽ chọn được. Ví dụ này. Nào. Phương thử xem các cái này cái nào hợp lý. Ví dụ ipo là gì đấy? Ipo là một mặt ạ. Mặt khác. Ờ, mặt khác. Cái này có phải mặt khác không? Không ạ. Đúng rồi, nó không diễn tả sự trái ngược đúng không? Câu 2. Lý sư quả là thực ra. Thực ra là người ta dùng để làm gì? Người ta dùng để trần tình lý do đúng không nhỉ? Vâng ạ, vậy. Thì cái này hợp lý. Đúng rồi, hợp lý. Như vậy là nói bài này khoai thì cũng chưa hẳn đúng không? Tokoro ga là gì? Thế nhưng mà vẫn là quan hệ ngược nghĩa đúng không nhỉ? Ngược nghĩa. Câu trước câu sau không hề ngược nên loại naze nara. Đi nhỉ? Tại vì vì à? Không phải, naze nara có nghĩa là tại sao lại nói thế thì là vì. Nó là một cái cụm cố định nhá. Nó naze nara này, đuôi kết thúc sẽ bằng cả để sự. Đấy. Tại sao lại nói thế? Vì... Ừ, là bởi vì nguyên nhân đằng sau, nhưng đằng sau đây mình không thể có cả đà để sự nên là loại. Nên đúng phải là 2, đúng nhỉ? Đấy, vậy thì nó sẽ là thực ra là những con chim mà bay được trên bầu trời á, cơ thể nó rất là nhẹ so với lại cái kích thước cánh và cái độ lớn của cơ thể. Tiếp theo nào. Ô, bạn này bạn không nghe thấy sao ấy? Alo 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 alo. Thôi CC ơi, mà em bị yếu thật đấy. Em không nghe rõ CC nói. Sau nãy giờ ok mà tự nhiên lại bị yếu, thử thoát ra vào lại xem vào được không? Alo CC. Nhưng mà em yếu sao em không nghe rõ CC nói? Kikoemasu ka? Hai, kikoemasu. À, thế tiếp nào. Nhưng mà CC em không nhìn được cái bài của em, cái màn hình lên nó không hiện ra. Ôi giời ơi. Lại còn kiểu vậy nữa. CC rất là cái công của em mà này không sao cho lốt dài. Sao cho lốt dài ạ? À đây rồi, rồi CC. Hay là tôi bảo thôi dịch luôn nhá. Ví dụ này, con đô rự. Con chim kèn kèn. Con đô rự gì ạ? Chim kèn kèn. Con chôn à? Không không. Con đô rự tối ưu tối đi mà nó sao là còn chôn được, nó là con kèn kèn, một loài chim. Ví dụ này, cái con chim kèn kèn, cái độ dài của cánh. Đúng rồi. Là khoảng 3 mét. Đúng rồi. Dài nó khoảng tận đúng không? Nó khoảng tận 3 mét. Người ta giải thích cái độ dài cánh là gì đây nhỉ? Là cái chiều dài đúng không? Từ mũi nọ. Từ mũi nọ đến mũi kia. Đúng rồi, từ mũi cánh nọ đến mũi cánh kia khi mà nó dang cánh ra. Dang rộng hai cánh trái phải. Đấy các bạn thấy xem người ta còn chi tiết tỉ mỉ như vậy. Để các bạn biết là độ dài cánh nó là cái gì. Là đến tận khoảng 3 mét. Thế nhưng mà sao nhỉ? Thế nhưng mà cái trọng lượng cơ thể nó chỉ khoảng từ 10 đến 15. 15 kilo ạ? Đúng rồi, kg. Mọi người thấy không? Dài 3 mét sải cánh mà nặng có 10-15 cân. Đấy. Tiếp theo, xin mời Hoàng nào. Đoạn này nhá. Đây. Tori ga kasa soni. À, omo. Omo soni. Mieru no wa. Vắng hơi lâu đấy phải ạ. Hay. Hisashiburi. Hane ga... Fukurande iru kara de hontou wa totemo komakai karada o shite. Hosoi em ạ, hosoi. Ôi giời ơi. Komakai nó phải có thêm cái chữ ka đằng sau. Hay hay. Từ no này thay cho từ gì? Cái danh từ, cái việc. Không, không phải cái việc. Review lý do. Đúng rồi, lý do vì sao kara đây này. Em quên nào. Lý do mà trông con chim có vẻ nặng. Đúng rồi, lý do mà trông con chim có vẻ nặng nề. Hay
là vì khi mà giang cánh là đâu 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 giang cánh đâu hả? Là gì có giang cánh? Đây là phòng nhá. Kiểu căng ra ấy. Lông lông không 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 phải căng. Đây là lông, lông nó xù ra. Lông nó phụ lông nó xù ra nó phồng ra. Tôi không hiểu rõ đúng cái ý nghĩa của cái từ đấy. Khi mà lông xù, vì là khi lông xù ra thì trông thì thực sự là cái cơ thể nó rất là nhỏ. Sao lại khi lông xù ra thì cơ thể thực sự rất là nhỏ, nó không có cái liên kết giữa cái này với cái này đâu. Ý người ta chỉ đang trình bày cái sự thật của nó là như vậy thôi. Lý do mà trông nó nặng nề là bởi vì sao nhỉ? Bởi vì cái lông nó xù ra. Đúng rồi. Chứ thực tế ấy, là thực tế gì đấy là... cái cơ thể của nó đúng không? Cái người nó rất là nhỏ. Đúng rồi. Soshite tori no hone wa komakaku. Osoku. Osoku hone no naka wa toneru no yō na ku kudo nhá, kudo. Kudo no jōtai ni natte iru tame karui no desu. Cái xương, do đó thì cái xương không phải do đó, đây là thêm nữa. Thêm nữa thì cái xương của chim thì nhỏ. Đúng rồi, và cái xương của nó trong, rất là nhỏ, rất là mảnh này. Và bên trong xương thì nó ở trạng thái đúng rồi. Giống như là đúng cái rồi. Đường hầm. Như là cái đường hầm. Nên cho là nên nhẹ. 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 Đang giải thích thôi, đúng là chưa thấy câu hỏi đâu. Thực ra nếu mà đi thi ấy, không có thời gian để đọc mấy cái này đâu nhá. Mấy cái này nó không có phục vụ nhiều đến cái việc chọn đáp án. Nó chỉ quanh cái câu trước câu sau thôi, nhưng mà đây gọi là đang luyện đọc dịch luôn, bởi vì đằng nào cũng gì nhỉ? Đằng nào cũng phải học đọc hiểu, nhưng mà đi thi thì đừng có dịch hết cả bài như vậy, mất thời gian lắm. Nào đoạn tiếp theo thì mời bạn Liễu nào. Nhưng mà cái con chim này Sao lại con chim này? À cái con chim đấy. Không không không, không có con chim nào cả. Bé thảo thái. Cái bé đấy mà nếu mà có lẽ cái đấy mà là con người ạ. Sore nào Moshikashitara đi với cụm này mang tính chất là cố định. Nó giống như cái mà nãy chúng ta có cái Masaka đi với Omogana ấy, thì Moshikashitara đi với cả Moshirana mang nghĩa là biết đâu. Thế nhưng biết đâu bé Thảo Thái lại nghĩ là cái đấy con người. Nếu vậy con người. Con người. Con người mà gắn cái đôi cánh to để hợp với cơ thể thì tốt. Không phải thì tốt nhá, sự kê đề bà y nó không phải là thì tốt đâu. Thì được ạ. Đúng rồi, thì được. Ở trên này này, người ta đang nói như này đúng không? Thì tác giả người ta mới viết thêm ấy. Vậy thì bé Thảo Thái này ấy, biết đâu bé lại nghĩ rằng nếu mà vậy thì con người chỉ cần, đúng không nhỉ? Gắn một cái đôi cánh to cho phù hợp với trọng lượng cơ thể. Thì được. Rồi. Tiếp theo. Nhưng mà cái cánh đấy thì bao nhiêu? Dono kurai no, bây giờ phải điền một chỗ đúng không? Vậy thì cái cánh đó ấy, khoảng cỡ, bây giờ em xem câu 49 nha. Nào, câu 49 nào. Khoảng cần bao nhiêu thì được? Đúng rồi, cần đúng không? Vậy thì cần mấy? Cần độ dài bao nhiêu thì được? Đáp án thứ mấy, tư. Mấy? Đúng rồi, đáp án 4. Đáp án 4 là Nagasaga iru no de so. Cần độ dài bao nhiêu? Khó, đấy. Có khó mọi người? Không khó đúng không? Một tại sao sai? Đấy là có độ dài bao nhiêu Có độ dài bao nhiêu đang nói là gì đây nhỉ? Cái sự cần thiết để làm được điều gì đó không thể là có được. Hai. Ní narimashita cũng không. Có phải thể quá khứ không? Vâng, không đúng. Đã trở nên là sai nhá. Đấy. Ba. Imashita. Đã nói là sai, đúng nhỉ? Phải là 4. Có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là vậy thì ấy, cái cánh đấy ấy, nó sẽ cần cái độ dài là bao nhiêu là phù hợp. Tiếp nào. Có một theo một cái
theo một cái thuyết ấy, thì cái độ dài cánh cần thiết để mà có thể bay được của con người 60 kg là khoảng từ xem lại đoạn này nhá. Theo một cái thuyết nọ này thì độ dài cánh cần thiết đúng không để một con người 60 kg bay được, bay được là khoảng 34 mét. Khoảng 34 mét, độ dài đôi cánh 34 mét. Tiếp nào. Vậy là có nghĩa đúng rồi, có nghĩa là đấy, vậy có nghĩa là độ dài thì... không nó không phải độ dài, nó là tính từ, có nghĩa là nó dài hơn cái độ dài. Đúng rồi, khi xếp ba cái xe xe buýt, ba cái xe buýt cỡ lớn 10 mét vào với nhau. Đúng rồi, có độ dài 10 mét đấy, hiểu ý đoạn này không? Khi mà độ dài sải cánh con người nặng 60 cân, đúng nhỉ, dài tận 34 mét đấy, thì nó dài bằng ba cái xe buýt 10 mét xếp cạnh nhau đấy, mặc xe buýt 10 mét cũng xe buýt cỡ khủng rồi đấy chứ có phải là cỡ bé đâu. Rồi tiếp theo nhá, xin mời Huyền nào. Vâng ạ. Với con người thì nó không thể di chuyển được. Đúng rồi. Với con người thì không thể di chuyển được. Cái câu 50 nó phải điền nhỉ. Với con người thì không thể di chuyển được. Nào em xem nhá. Nó phải là cái gì? Nó phải là với cái cánh mà lớn như thế. Đúng rồi. Tại sao không phải là một? Kiểu như tại vì nó về trước là đang nói về nhưng mà không phải đúng rồi, về trước đang nói về cái cánh to đúng không? Vâng. Đang nói về cánh to thì về sau là chỉ thị từ đúng không nhỉ? Vâng ạ. Đúng rồi, phải dùng gì nhỉ? Phải dùng chỉ thị từ nhá. Không thể nói cái cánh tự nhiên lại nói một cái cánh mới tinh được loại này. Thế ba cột chino cái này thì sao? Cánh của về phía của cột chi. Cột chi là cột chi ra. Cái cánh ở phía này. Không phải cánh ở phía này không? Không. Không. Thế tại sao không phải là 4? Cánh có đủ lớn giống như thế này. Cái không, cái số 4 cơ mà. Anoyona. Anoyona okina. Lớn giống như kia. Cái cánh lớn như thế kia. Nó không phải so sánh. Nó sao, tại sao không phải là so sánh? Em nhìn nhá, có cái số 2 là Sona ni okina tsubasa và cái số 4 này ano yona okina tsubasa. Nào ano mà đi với lại cái này thì là một cái đã có rồi đúng không? Là một cái đã tồn tại trong thực tế. Nhưng cái này người ta có tính là tồn tại trong thực tế rồi không? Không ạ. Không, đúng rồi. Đấy. Các bạn nhìn nhá, ano cộng ghép ano ấy, khi mà ghép với cái này ấy, thì nó mang nghĩa là cái đấy là cái đã tồn tại rồi và có đặc điểm là lớn, đúng nhỉ? Nhưng cái trong trường hợp này nó không phải là cái đã tồn tại mà chỉ là một cái đang định nghĩa, đang giả định thôi. Với lại thông thường ấy, để chỉ cái nội dung của phía trước thì có dùng đến trợ từ a, có chỉ dùng đến chỉ thị từ a không? Không ạ, không ạ. Đúng rồi, không dùng, chỉ dùng so hoặc cô là nhiều thôi. So nhiều nhất nhá. So nhiều nhất sau đến cô, a không dùng. A các bạn biết dùng khi nào không? A dùng khi mà hồi tưởng lại những cái điều trong quá khứ. Đấy. Đây là hợp lý nhất, phải là đáp án số 2. Số 2. Đúng rồi. Vậy thì ghép vào nó sẽ thành gì em nhỉ? Là cái cánh có đồ lớn như thế kia thì cộng với con người không thể di chuyển được. Đúng rồi. Tiếp nào. Nào cái từ nô thay cho từ gì? Lý do, nguyên nhân. Kara desu. Cái lý do mà có 777. Nào nguyên nhân mà có thể di chuyển cánh lớn so với cơ thể. Lý do mà con chim. Đúng rồi, lý do nguyên nhân mà con chim ấy có thể di chuyển
có thể vận động đôi cánh lớn. Đôi cánh lớn so với cơ thể. So với cơ thể. Là vì đúng rồi, là vì nó rất là phát triển. Đúng rồi, cơ, cái gì rất phát triển? Cơ bắp, cơ bắp của lông của ngực. Đúng rồi. Nhưng mà đối với chim thì người ta dùng cái từ gì đấy? Ức. Đúng rồi, cái ức. Không gì cơ bắp ngực nhá. À, cái ức nó rất là phát triển. Tiếp nào. Cơ bắp của ức của con chim thì nó được nói là nó chiếm khoảng 35% trọng lượng cơ thể. Đúng rồi. So, vì thế chim có thể cái việc chuyển động đôi cánh chuyển động mạnh. Vì vậy con chim nó có thể làm đôi cánh chuyển động, chuyển đúng không? Động rất là mạnh mẽ. À? Đúng rồi. Câu cuối. Ngoài ra. Ngoài ra thì cơ thể của con chim cái lông vũ ở mặt trắng thì không nó rất trong. Là mềm, vì nó rất là mềm mại. Lông bề mặt nhá, hyomen là bề mặt. Lông của bề mặt thì vì rất là vì mềm mại. Không mềm. Phải mềm, namerakaw phải là mềm mọi người, không phải mềm. Mềm là yawaraka, đúng rồi, rất là trơn. Kukino chữ tiếp theo là gì ạ? Em. Hả? Teko. Kanji N1. Nó là chống, nó là cản. Ha. Cho nên nó trở thành một cái gì nhỉ? Nó trở thành một cái hình thức, đúng không? Một cái kiểu khó tiếp nhận cái cản không khí. Khó tiếp nhận, đúng rồi, khó chịu cái sức cản của không khí. Đấy, bởi vì cái bề mặt của bởi vì cái lớp lông ở trên bề mặt ấy rất là trơn cho nên nó không chịu sức cản của không khí nhá. Đấy, thành ra nó sẽ rất là hoạt động đôi cánh. Rồi bạn Quế nào? Bạn Quế đoạn cuối cùng có hai câu luôn. Hãy tôi đi nếu ạ tan ni ha ba sa ga chư ba sa chư ba sa chư ba sa ga aru kara tobu no wa dewa naku iroiro na ten de karara zenai ga tobu no ni saiteki na kozo ni natte iru koto ga wakarimasu ne. Cái con chim ấy, vì nó có đôi cánh đơn giản nên nó không chỉ là sao lại vì nó có đôi cánh đơn giản? Không phải rồi, cái câu này không phải dịch từ con chim này trước đúng không mọi người? Câu này nó có cái động từ kết bằng gì đây? Wakarimasu đúng không? Động từ nhận thức thì phải dịch cái này trước. Đúng rồi, chúng ta sẽ hiểu được một điều rằng đấy, con chim ấy nó có cái không phải con chim này vì không phải nhá, không phải nó bay, vì không phải có nó có thể bay, đúng rồi, vì chỉ đơn giản là nó có đôi cánh, hiểu không? Con chim này không phải là vì nó có cánh mà đơn giản như vậy mà nó có thể bay được, mà là sao? Mà là nó cái toàn cơ thể của nó, toàn cơ đúng thể rồi, của nó, toàn cơ thể của nó, nó có cấu tạo như nào đấy? Cấu tạo thích ứng để bay. Nó có một cái cấu tạo rất là thích hợp để bay, đúng không? Ở rất là nhiều nhiều điểm ạ. Đúng rồi, ở rất nhiều điểm. Vậy thì câu 51 nhá, phải điền gì nhá? Đây, người ta đang nói này, chúng ta hiểu được rằng con chim nó không phải là đơn thuần là nó bay được vì nó có cánh, mà là cơ thể nó có rất nhiều điểm có cấu tạo thích hợp để bay. 51 nhá. Nào. Thử xem từng phương án nhá, ví dụ 1 nào. Kore ni taishite là gì? Đối với cái đó. Đối với cái này ạ. Đối lập, đúng không nhỉ? Đối lập với cái này, có phải đối lập với cái này không? Không, không đang so sánh. Đúng rồi, không có so sánh, không có nói trái ngược gì cả. Số 2 là gì? Sai sổ ni nobeta yo ni. Như là đã trình bày đầu tiên. Ừ, đúng rồi, như đã trình bày đầu tiên. Đầu tiên người ta đã trình bày như thế chưa? Chưa. Chưa, loại này. 3. Koshite mite miru to thử nhìn. Koshite làm như thế này và thử nhìn. Koshite đây là từ nối như thế này. Nếu chúng ta thử nhìn như thế có được không?
Câu thứ 4 sai gỗ nô kịch. Đúng được ạ. Câu 4 là gì? Câu 4 là sai gỗ nô kịch rôn cả là. Có nghĩa là từ cái kết luận sau cùng. Từ cái kết luận sau cùng. Có phải không nhỉ? Có... Đúng rồi, nó chưa đưa ra kết luận. Sai. Chính xác phải là mấy? Phải là 3. Thế em hiểu tại sao lại là số 3 không? Cô temi temi rự tô nhá. Có nghĩa là ai? Ở đằng trước ấy, người ta đang trình bày rất là nhiều nguyên nhân, lý do này. Đấy. Và người ta chốt một cái. Đấy là cô shite mite miruto, có nghĩa là à, khi mà chúng ta thử nhìn nhận lại vấn đề như trình bày ở phía trên này thì chúng ta hiểu được một điều như vậy. Đấy, thì 51 sẽ là cái đáp án này mới là đáp án hợp lý. Câu tiếp theo. Tori ga tobu tame ni shin ka shite kita no desu. Nghĩa là cái con chim ấy để mà bay thì nó phải tiến hóa. Đúng rồi, con không phải là phải tiến hóa mà là nó đã, đúng không? Tiến hóa. Con chim ấy nó đã tiến hóa để bay được. Zannen nagara ningen wa chubasa o chuke ta dake de wa tobu no wa. Cái con người ấy nào ra nên đang là gì? Đáng tiếc là con người ấy, nếu mà chỉ gắn đôi cánh. Đúng rồi, nếu mà chỉ gắn đôi cánh thì cái việc bay đúng không? Thì cái việc bay 52 nào, thì việc bay như nào? Muzukashi so da. Số 1, tại sao lại là 1? Nghe nói là khó. Có phải nghe nói không? Không phải nghe nói, nó có vẻ. Có vẻ là khó. Nghe nói nó là gì? Nó phải là như này cơ. Nó phải có cái y này nhá, giữ nguyên cái Muzukashi cộng với lại số đề sự thì nghĩa là nghe nói. Nhưng vứt y đi thì thành có vẻ. Đúng, đây là 1 đúng không nhỉ? Có vẻ ừ. Nhưng vẫn rất là khó. Thế tại sao không phải là 2? Từ sẽ lại vì là khó. Vì khó là sai chắc chắn đúng không? Chả có trình bày quan hệ nhân quả gì cả loại này. 3. Muzukashi ku natte kita. Rashi là phán đoán ạ. Rashi là phán đoán. Phán đoán cũng không sai bởi vì đây dùng so mà. So cũng là phán đoán mà. Nhưng cái sai ở đâu các bạn biết không? So nhá. Là câu này có phải đang dùng dạng giả định không? Nếu mà chỉ thì có thể dùng cái dạng quá khứ được không? Đây. Natte kita dạng quá khứ rồi, đúng nhỉ? Không thể được. Đấy. Nếu CC sửa câu này này. Nếu CC sửa thành như này thì câu số 3 vẫn được đấy. Muzukashi. Rashi thì vẫn ok nhá, không sai. Đấy. Nhưng mà cái câu nó thành Muzukashi tự natte kita là sai. Câu 4 thì sao? Câu 4 cũng vậy ạ. Cũng là quan hệ nhân quả đúng không nhỉ? Đây, ta mẹ này, loại. Đấy. Nếu mà là kara hay là ta mẹ thì đằng trước nó phải là dạng noa gì đó, hoặc là dạng mà đằng nó có mỗi cái nhân quả như vậy, đúng.